Alo, rồi trong cái clip này em sẽ đi hướng dẫn về cái phần là đưa một cái hoa văn, những cái hoa văn mà có dạng module như thế này lên cái bề mặt phức tạp ha. Thì bữa giờ trên lớp mình đã học về cái phần này rồi, nhưng mà mình chỉ sử dụng ở trong là cái phần 3D Max thôi, nghĩa là mình vẽ một cái đối tượng xong rồi cái mình đi unwrap nó ra, xong rồi dùng cái plugin Canic, Slide Canic để mà mình đi xúc nó ra thành một cái tấm vải, sau đó là mình đi skin wrap rồi mover ha, để đưa nó lên cái bề mặt phức tạp. Rồi trong cái clip này thì em cũng nói về cái vấn đề đó, nhưng mà ở đây mình sẽ không làm bằng 3D Max mà mình làm bằng Marvolous nha. Đây đây là cái giao diện Marvolous, sau khi mà mình cài đặt rồi rắc riết gì đó rồi xong rồi mình mở lên ha. Đó, có một số setup anh chị lưu ý giùm em là thí dụ như là bên đây nè, để mà nó xoay được giống y chang như bên 3D Max á, thì mình sẽ vô cái này nè, vô phần setting ha, xong rồi cái vô user setting nè, xong rồi bên đây nó có cái là view control nè. Nó ở đây nè, mình chọn là dạng 3D Max thì nó sẽ điều khiển nó xoay giống như là bên 3D Max. Ok, rồi bây giờ thì cái trong đây thì đương nhiên là nó là một phần mềm mới mà, cho nên là nó có rất là nhiều công cụ. Tạm thời ở đây em chỉ đi nói sơ qua. Còn về cái phần mà chi tiết vô sâu á thì mình sẽ học nó từng cái công cụ một á, thì mình sẽ học nó vào những cái buổi mà dành riêng cho cái Marvelous này ha. Đây, ở đây trên này thậm chí em có để cái tờ cái tờ điền nội dung á. Đây. Đây. Buổi 1 mình sẽ học đi về rèm nè. Đây. Buổi 2 mình đi về gối nè, với lại những cái bao như thế này. Rồi buổi 3 dãy giường. Đây. Dạng này, em có làm từng bước ở đây. Nó về làm thì nhớ note lại. Đây, buổi 4 mình qua ghế nè, qua dạng sofa. Đây, em có note lại từng bước. Ok ha. Nhưng mà những cái này là cái chuyện về sau. Bây giờ trước mắt á, mình tập làm quen với nó một chút xíu thôi. Là bây giờ em sẽ ở đây em đi vẽ 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 cho nó cái gối nha. Đầu tiên á, cái công cụ này, cái rectangle này này, cái rectangle này nha, mình thấy mở ngoặc qua chữ S có nghĩa là phím tắt của nó là chữ S. Nó bây giờ em pick vô đây nè, xong rồi cái em pick vô màn hình cái này nhảy chuột ra nha, thì lúc này nó hiện lên cái bảng nè, nó hỏi là nó ở đây số mặc định của nó là 500 500, nếu như mình cảm thấy ok rồi thì mình cứ nhấn là ok ha. Đấy, thì bên bên cái vùng vẽ 2D này em được một cái tấm vải hình vuông. Còn bên đây zoom nó lại, nó đâu mất tiêu rồi. Đây, nó ở đây. Thấy không? Bên đây nó cũng được một cái miếng vải hình vuông. Rồi, bây giờ bên đây nè ha, em lựa chọn cái công cụ là chọn mảnh vải là chữ A. Đấy, biết chỗ đây một cái nè. Rồi, em sẽ đi nhấn Ctrl C, Ctrl V. Có nghĩa là copy. Copy ra thêm một miếng vải nữa. Ok, ở đây em được thêm một cái miếng vải nữa. Rồi, cái trục ở đây nó đang hiện tại nó đang xoay xoay rất là kỳ, thì em sẽ vô em chỉnh lại cái trục cho nó nha. Em sẽ chọn vô kim mồ nè. Đó, em chọn vô referency nè ha, xong rồi kim mồ nè, xong rồi chọn vô local. Local. Đó. Thì lúc này cái trục nó thẳng thớm lại. Rồi, tương tự như 3D Max, mình lưu ý một cái đối tượng ở đây, nó sẽ có là mặt trái và mặt phải nha. Đó, thí dụ như mình thấy nó thật là vàng tươi như thế này nè. Đó, thì nó chính là mặt mặt đúng á, mặt mặt phải á. Còn cái mặt trái của nó thì nó vàng thâm như thế này. Ok ha. Vậy thì cái gối nó có hai lớp vải, một cái đằng trước, một cái đằng sau. Lưu ý giùm em chuyện là mình sẽ luôn luôn để cái mặt phải ra phía ngoài nha, giống như đừng có mặc áo trái gì đó. Đấy, em xoay nè. Cái công cụ xoay với lại mu bên đây á, nó hơi khác khác bên 3D Max một chút xíu ha. Mình để ý là mình biết một cái là mình chọn tấm vải. Đấy. Mình chọn cái tấm vải này nè ha. Thí dụ mà nó không hiện cái chụp á, thì mình có thể là pick thêm cái nữa thì nó sẽ hiện ra cái chụp ha. Lưu ý vị trí của cái chụp á, nó sẽ phụ thuộc vô cái chỗ mà mình pick á. Nên là thí dụ muốn cái chụp nó nằm ở đây, pick ở đây. Nó muốn cái chụp nó nằm ngay chính giữa luôn, pick vô cái tấm vải 2D nè, thì cái chụp nó nằm ngay chính giữa ha. Rồi xoay cho nó, xoay cái này lại nè, xoay theo cái bề này. Đó, xoay ngược nó vô ha. Ok, vậy là mình được hai cái tấm vải này. Bây giờ em sẽ đi may nữa nè. May nó là công cụ gì? May nó là công cụ này nè, thấy không? Đó,
phím tắt của nó là chữ N ha, chữ N. Bây giờ N, em nhấn chữ N nè, em may từ đây nè, may qua đây nè. Đó, lưu ý cái đường may nha, cái đường chỉ của mình nó phải song song như thế này thì nó mới đúng nè. Còn đây coi nè, ở đây mình đặt vô á, mình thấy cái gạch ở đây không à, đó nó hai bên ha. Đấy thì cái này nó cho biết là chiều cái chiều của đường chỉ may á. Đây thí dụ như nè ha, thí dụ như ở đây nè, bên đây nè mình để lựa chọn là cái gạch nó nằm ở trên nè, phải không, cái gạch ngang nó nằm ở trên nè, thì qua bên đây mình vẫn phải để cái gạch ngang nó nằm ở trên luôn đó. Mình nhìn qua 3D mình thấy mấy cái đường này song song là ok đúng rồi nha. Nhưng mà nếu như thế này, ở đây nè mình chọn cái gạch ở trên nè, xong rồi cái mình may qua đây nè, cái mình để làm sao á, cái này nó thành cái gạch ở dưới nè. Nó cái đường chỉ nó bị chập chéo như thế này là nó bị sai. Ok ha, né cái chuyện nó ra. Đây, may từ đây vô đây. Rồi, cái này may từ đây vô đây. Đấy, thấy không, cái đường chỉ nó song song như thế này nó mới đúng nè. Rồi anh chị nào mà cài được Marvelous 8 á thì rất là tiện, là rất là tiện như thế này nè. Mình có quyền may bên 3D. May bên 3D nghĩa là sao, là mình có thể may cảnh này nè, nhìn qua cảnh này may trực tiếp, may luôn, rất là dễ, may cảnh này trực tiếp qua cảnh này luôn. Đấy, còn trong trường hợp mà mình chỉ cài được Marvelous 7 thôi á thì chịu khó may bằng tay ha. Đó, thí dụ như là cái cạnh này nó may vô cái cạnh này, cái cạnh này nó sẽ may vô cái cạnh này. Ok chưa? Đấy, lần đầu tiên mà làm may theo cái kiểu may tay như thế này thì nó sẽ hơi khó. Rồi, sau khi xong xuôi rồi ha, ở đây mình sẽ nhấn phím cách một cái là cho hai miếng vải này nè, nó tự động nó may lại với nhau ha. Đó. Rồi, bây giờ là mình được cái gói. Nhấn phím cách nha, nhấn phím cách thì cái vải nó sẽ chạy á. Ok. Lúc này nè, thật ra là mình mới được hai miếng vải nó may vô nhau thôi thì nó chưa có giống được cái gói. Nó chưa có giống được cái gói là tại vì cái gói thì nó có bông ở bên trong. Đấy, bây giờ nè, coi nè, em chọn tấm vải này. Và luôn giữ ship nè, chọn luôn tấm vải này nha. Nhớ là chọn hai tấm vải luôn á. Em nhập cái Fresco nè, thấy không? Fresco này nghĩa là độ thổi phồng cho nó. Em nhập nó là 5 chẳng hạn. Nhấn OK nè. Rồi ha, bên đây nè, nhấn phím cách một cái. Thấy không? Cái này nó lên màu cam nè. Đấy, khi mà cái này nó lên màu cam nè ha, nghĩa là tấm vải của mình nó chạy á. Đấy, thì mình được một cái gói như thế này. Ok chưa? Rồi ha, xong xuôi rồi, nhấn phím cách một cái. Rồi bây giờ nè, em sẽ đi chọn cái gói này. Đấy, cái gói này. Đi chọn cái gói này nè nha. Vô file, vô export, export OBJ. Xong rồi tạm thời em xuất nó ra OE ha. Em đặt tên nó là gói. Save lại một cái. Rồi, trong cái bảng này kiểm giùm em vô là cái kiểm thiết lập giùm em một số cái ha. Thứ nhất ở đây là em chọn vô là multi object. Multi object nghĩa là sao? Khi em quăng nó vô 3D Max thì cái miếng vải đằng trước và cái miếng vải đằng sau nó là hai cái đối tượng. Rồi, thứ hai là cái thin này. Cái thin này thì nó có nghĩa là cái gói của mình nó sẽ không có cái tấm vải của mình nó sẽ không có cái độ dày ha. Ok. Đó, đơn vị là mm. Rồi, em bấm vô OK nè. Đấy, vậy thì ở đây em sẽ vô OE em coi. Thấy không, nó xuất một lần 3 file nè. Nhưng mà mình cần cái file là cái file gói OBJ này thôi nè, thấy không, chấm OBJ. Ok ha. Đây, để dễ hình dung, em sẽ quăng nó vô 3D Max luôn. Đấy, cái này là cái gói, ok chưa? Đây, cái gói mình vẽ bên Marvelous nè, là hiện tại nó đang như thế này nè ha. Đấy, xem thử nè. Nó mặt trên nó là một miếng vải, mặt dưới nó là một miếng vải ha. Ok. Bây giờ tiếp theo nè. Chưa xong đâu nha. Quay lại Marvelous. Thấy hai miếng vải này không? Chọn hai miếng vải này nè. Bây giờ chuột phải nè, chọn vô là reset 2D. Reset nè, thấy không? Reset 2D, arrangementer gì đó, kệ nó. Rồi, tóm lại reset 2D. Rồi mấy cái đường gạch gạch này là mấy cái đường chỉ á, kệ nó, khoan quan tâm ha. Lúc này mà hai cái miếng vải này của mình nè, nó trả về cái vị trí 2D á, nghĩa là giống như mình chưa có từ đầu á, hai mảnh vải từ đầu á. Đó, lúc này chọn hai mảnh vải này nè, mình vô file,
chọn vô là export, export obj. Sau đó rồi ở đây em có thói quen em đi đặt to gói bung ra. Đấy. Cái này em đang nói rất là chậm, và cái thao tác này vì sao mà mình làm dựng một số món model phức tạp á, mình sẽ xài nó rất là thường xuyên, không phải là gói đâu. Em chỉ lấy cái gói đem ví dụ cho một cái bề mặt mà nó cong thôi, còn những cái sofa hay là rất là nhiều cái ha, những cái ghế hay là những cái sofa mà nó có cái pattern, nó có cái hoa văn nó nằm ở trên đó thì em sẽ phải đi sử dụng cách này. Đây là cái bài rất là quan trọng nha. Rồi, sau khi xuất xong thì bên ổ e của em, đây nè, thấy không, thấy nó cái gói bung ra không? Đó, nhớ đặt tên đàng hoàng cho nó nha. Bây giờ em cầm cái gói bung ra này nè, lôi nó vô 3D Max, quăng nó vô đây. Rồi, nó kêu rename nè. Cái bảng này là nó báo là trùng tên, nó kêu rename nè, kiểm vô rename on cái xong rồi bấm vô OK. Đấy, vậy thì lúc này là mình có hai cái miếng này. Đấy, thấy không, đây là miếng vải thành cái gói, còn đây là ứng với lại cái miếng vải ở đây. Rồi ha, mình để ý hồi trước là mình đi sử dụng Unwrap xong rồi cái mình sử dụng cái Slicenic xuất ra là nó có luôn cái lệnh buffer đúng không, nhưng mà hiện tại ở đây nè, cái gói này nè nó không có lệnh buffer. Bây giờ coi em nè nha, em sẽ dùng cái này, em sẽ dùng cái gói này nè, em đi gán cho nó cái lệnh buffer để duỗi nó ra. Đây, gán cho nó một cái lệnh là cái lệnh buffer. Đâu rồi, để em kiếm xem. Đây cái tên của nó nè, cái lệnh buffer nè, thấy không? Đó. Rồi ha, trong đây nè, nó chưa có gì hết đâu. Chuột phải vô đây, chọn là pick from scene ha. Đó, kê vô, thấy con chỏ nè, con chỏ bình thường nè. Kê vô đây nè, thấy con chỏ nó khác không? Pick một cái. Hồi nãy trên đây nó là chữ empty nghĩa là trống rỗng á, còn bây giờ nó tên là cái miếng vải này rồi nè. Đó, thử cái này nè, mình đẩy nó lên 100%. Ok chưa? Đấy, là mình được cái này. Cái đen đen ở đây nó nghĩa là cái bóng đổ khi mà nó có cái bề mặt cong á, kệ nó không quan tâm ha. Nó có bóng đổ này là đúng chứ không có sai đâu. Tương tự, mảnh ở dưới này nè, làm lại ha. Cái mảnh ở dưới này nè, em cũng đi gán cho nó cái lệnh tên là lệnh buffer. Đó, chuột phải vô đây, pick from scene, pick vô cái gói này, đẩy nó lên đây. Ok chưa? Vậy là em được miếng vải trước và miếng vải sau. Hai thằng này hết cho chị Lợi Dụng, mời bỏ nó đi. Rồi ha. Ok. Bây giờ nè, thí dụ như em muốn cái gói của em nó có một cái pattern. Bây giờ em thí dụ như cái pattern này nè ha. Này. Rồi, em đi copy nó ra đi. Rồi, em sẽ để cái pattern này nè. Em sẽ align với lại cái này. Đấy. Nhưng mà do là cái pattern của em nó đang còn nhỏ quá, scale nó to lên, scale nó to lên tương đối tí xíu ha. Đấy. Rồi, để cho chính xác luôn thì em có thể là em đi sử dụng FFD 2x2 nè. Em gán vô cho cái đường biên này của nó. Bên đây thì nó nằm ngay cái biên này, ngay cái biên này, ngay cái biên này. Ok chưa? Convert nó sang editable poly luôn. Xong rồi sau nữa, y chang như cái kia thôi. Em sẽ đi gán lệnh skin wrap nè. Khi sử dụng lệnh skin wrap thì nhớ là kiểm vô white on pawn. Xong đó rồi bấm vô add nè. Pick một cái đi, chắc chắn là nó sẽ dính vô cái nó dính vô cái miếng vải đằng sau á. Đây nó đang chạy nè. 53%. Nó nặng thì nó sẽ đứng máy lại một chút xíu. Rồi, xong rồi đó. Lúc này mình có thể nè, mình đi lấy cái tấm vải đằng sau nè. Nó hạ nó xuống không nè. Thấy không? Thì lúc này cái pattern của mình nó sẽ đi theo luôn. Đấy, cái miếng này thí dụ như mặt sau của nó không có cái pattern gì hết thì mình cứ hạ nó là không. Đây. Vậy là mình ra được một cái kết quả. Ra được một cái kết quả như thế này. Ok chưa? Rồi ha. Xong xuôi rồi đó, mình nên cầm cái này nè, convert nó sang edit table poly ha. Thì lúc này mình muốn di chuyển nó đi đâu thì di chuyển. Này. Đây, cái này em copy ok, thôi khỏi. Convert nó sang edit table poly nè. Này. Vậy là em được một cái gói. Ok chưa? Rồi ha, chỗ này nó hơi bị hở hở ra nè. Thì cái này là tùy vô mình muốn xử lý như thế nào thôi.
Ở đây ha, em có thể xử lý bằng cách này nè, chọn cái miếng ở dưới nè, thấy không? Em có thể convert nó sang edit table poly luôn. Chọn đường border. Xong rồi sao nữa? Em đang tạo cái đường chỉ ngoài á để che đi cái phần này. Tại vì để ở đây nó hơi bị bén quá. Mình có thể re-shape form selection nè, chọn vô cleaner nè. Xong rồi sao nữa? Đó, quét cái này, chọn cái đường SVLine này nè ha. Đây, tăng cho nó. Rồi, tăng cho nó lên như thế này. Thì mình được một cái đường chỉ như thế này. Đó, những cái góc này nó đang bị bén nè, tại vì nó vuông quá. Đó, làm sao cho nó hết bén. Đúng rồi, mình sẽ đi fillet ha. Em giả bộ đấy, đang tự kỷ mình em. Này, đi fillet cho nó nhọn nhọn xíu. À, cho nó tròn lại xíu. Quên. Rồi, ok. Vậy là mình xong được một cái gói có cái hoa văn này nè ha. Đấy. Rồi, bây giờ em sẽ làm lại thêm một lần nữa. Xem thử nha. À, bên đây nè, em cần cho Z nè. Đó, cho nó trở về cái gói này. Bây giờ thí dụ mà em muốn có thêm cái gói nữa đè lên cái gói này thì sao? Em có thể là cầm hai cái miếng vải này nè, cần cho C, cần cho V. Để ý vị trí nè ha. Đó, lúc này nè, em pick ở đâu? Thí dụ như em pick lên phía trên này nè, thì bên cái 3D á, nó sẽ tạo ra một cái gói nằm bên phía trên. Ok chưa? Đấy, để di chuyển cái gói này nè, em pick cái nó nè ha, thì nó hiện ra cái trục nè. Đó, em để nó gần gần xuống đây chẳng hạn. Rồi, để cho nó rơi xuống, nhấn phím cách một cái. Đấy, là nó rơi xuống. Mình được thêm một cái gói nó nằm ở đây. Đấy, dạng như thế này ha. Rồi. Đó, lúc này em cầm hai cái miếng vải này nè, xuất ra, chọn vô là export nè, export obj nè. Đó, em có thể đặt tên nó là gói 2. Nhớ cái đuôi của mình cần là đuôi obj nha. Ok. Rồi trong đây nhớ nè, multi object nè, thin nè, không có lấy cái bề dày của nó nè. Xong rồi ok nè. Rồi cái này mới là cái gói 3D thôi. Mới là cái gói 3D thôi ha. Mình cần duỗi nó ra thành cái 2D bằng cách là chọn hai cái tấm vải này là ứng với cái gói này nè, chụp phải nè, chọn vô reset 2D. Nhớ nha, reset 2D nha, reset 3D là sai đấy. Reset 2D. Pick vô đây một cái. Thấy không? Nó ra được hai cái miếng vải này. Lúc này nè, chọn vô file nè, chọn vô export nè, export select nè. Nó. Xong rồi chọn vô là gói 2 bung ra. Ok. Rồi ha, quay lại 3D Max thử xem. Cái này không cần nữa thì xóa nó đi. Đó, em sẽ đi mở cái này lên. Chọn vô là gói 2 OBJ. Nó kêu rename thì cứ rename, ok. À, cái gói 2 này hồi nãy có phát hiện ra em làm sai chỗ nào mà. Em tạm thời xóa này nha. Này, cái này em cần cho Z lại. Khi mà em chọn cái gói này nè, em vô file nè, export á, em sẽ phải chọn export là export obj select ha. Nghĩa là nó chỉ export một cái gói thôi. Còn hồi nãy mà em không chọn cái mở ngoặc select á, thì nó sẽ là trong file của mình á, có bao nhiêu là nó sẽ export hết. Đây, em đang copy đè lên đó. Ok. Đây, được một cái gói rồi. Tiếp theo nè, quăng cái bung ra luôn. Nhớ cái đuôi obj nha. Material là material á. Đây nè, cứ quăng vô trùng tên thì nó báo là trùng tên. Kiểm vô rename on, ok. Đấy. Rồi, xong rồi sao nữa? Cầm cái miếng này, gắn cho nó cái lệnh buffer. Em đẩy ra thành cái lệnh tắt ở đây rồi nè. Rồi, ở đây em thay nghĩa là chống rỗng nữa ha. Chuột phải nè, pick from scene nè. Pick vô cái miếng này. Đây. Lúc này nó bị trùng nè, thấy không? Khi mà em đẩy nó lên đây thì nó bị trùng nè. Đó. Cho nên đẩy nó giữa giữa thôi. Để 50-58% gì đó. Rồi cái này cũng tương tự. Muffer nè, chuột phải nè, pick from scene nè, pick vô đây nè. Đẩy nó lên, trùng, kệ nó. Đó, cái đẩy nó giữa giữa như thế này thôi. Hai tấm này không cần nữa, delete nó đi. Lúc này mình đẩy nó lên 100%. Đẩy nó lên 100%. Để cho nó tránh cái trường hợp là nó trùng với lại hai cái tấm kia á, thì mình rất là khó xử lý ha. Ok, bây giờ tới cái này. Em không biết chọn hoa văn nào đây. Ok,
em sẽ đi chọn cái hoa văn này. Đây, cái này đi, em thích cái này. Đấy, thì đây là một cái dạng module ha. Dựng nó hơi khó đấy, hơi căng đấy, không dễ đâu. Cái này em làm clip riêng. Em nói vậy thôi chứ không biết khi nào em xếp được thời gian để em làm những cái clip này. Thấy không? Nhớ cái bài mây tre không? Là cái module này nè. Mình dựng làm sao đó để khi mà ghép một cái module kế bên nó vô á, nó phải có đủ điểm để nó nối vô đây. Đủ điểm nối vô đây. Đó. Phân biệt được không? Đây nè, chỗ này nó đi ra đây thì chắc chắn là phải có một điểm đứng đợi nó ở đây. Đấy, cái đó là cái dạng khó của cái dạng bài module ấy. Nhưng mà khó quá rồi cái nó gây ra tình trạng là khó học. Thật sự là khó học đấy. Em hồi nãy là em đang copy dạng intensive á, phá bỏ nó đi nè. Thì lúc này mình mới attack lại được. Attack xong làm gì nhớ không? Nhấn số 3 nè, Ctrl A nè, chọn hết tất cả đường border nè, nhấn số 1 nè, chọn weld nó lại. Đó, nhấn số 5 nè, biết vô một cái, nó chọn hết nguyên cái này cho mình, nghĩa là đúng rồi đó. Rồi ha. Cái này đủ chưa? Cái này em có cảm giác là nó hơi to. Cái pattern nó còn to quá, thôi kệ, cứ để nó ở đó. Rồi ha. Cái này em sẽ đặt nó lên đây. Scale cho nó phủ qua auto scale. Ok. Đó, scale cho nó phủ qua cái gói nha. Nó vẫn chưa đủ. Nó đang mang hơi hướng là hình chữ nhật ấy. Ok, em kéo nó xuống tí xíu. Để thấy đường ghép thôi chứ không có gì. Này, cái điểm này nó sẽ chui vô cái hốc ở đây. Sau đó rồi đi attack nó lại nè. Lại quên nữa. Nó lại đang lại là intensive. Phá nó ra. Xong rồi mới đi attack nè. Xong rồi nhấn số 3 Ctrl A. Nhấn số 3 Ctrl A chọn hết đường border, nhấn Ctrl chọn điểm nè, xong rồi weld nó lại nè. Weld điểm lại. Đấy. Rồi ok ha. Cái module này em dựng em không biết dựng kiểu gì mà nó ra cái kiểu xiên xiên. Thích thì mình có thể dùng FFD ha, căng nó lại. Đấy, kiểu kiểu như thế này. Ok. Làm cho nó thẳng thẳng lại tí xíu. Rồi bây giờ làm cái gì đây? Ở đây nè. Bây giờ mình muốn cái này ha, thì mình cần có cái khuôn. Cái khuôn thì làm như thế nào? Mình có thể là copy nó xuống một cái nè. Đó. Xong là convert nó sang editable poly nè, chọn đường số 3 nè, kéo xuống đây một cái nè. Rồi ha, lưu ý cái này nó khác với mây tre. Mây tre là nó từng cái element á, là như từng cái số 5 á. Số 5 bấm ra từng cộng ha. Rồi riêng cái này nè, nó nguyên là một cái tấm bảng lớn như thế này nè. Thì mình nên sử dụng cái phương án là Row Boolean ha. Chọn vô InStream nè. Xong rồi chọn vô Start Pick nè. Pick vô cái khuôn của nó nè. Đấy. Thì lúc này mình có được cái đường segment này. Ok chưa? Sau khi có được rồi, convert nó sang Edit Table Poly nè. Nhấn số 2 nè. Mình chọn Slip. Bấm vô đây, tách cái phần này ra. Ok chưa? Xong rồi mình sẽ đi align với lại cái tấm này. Align theo 30 center center luôn. Xong rồi sau nữa, skin wrap nè. Nhớ kiểm vô white on bone nha. Xong rồi add nè. Pick một cái đi, thế nào nó cũng dính cái tấm kia. Nó ít poly thì nó sẽ ấy hơn. Rồi. Nó sẽ nhanh hơn ha. Rồi, chọn cái tấm vải nè, buffer nè, đẩy nó về 0%. Đấy. Thì lúc này nè, cái hoa văn này của mình nó đi theo luôn. Ok chưa? Em cần cho Z lại để em đi lấy cái cần cho Z lại ở cái bước mà chưa in wrap. Đó, bây giờ em làm cái gói mặt trước mặt sau luôn. Nó cái này mặt trước copy ra thêm tấm nữa. Cứ align vô cái mặt sau nè, hai miếng vải này hình dáng của nó là hình vuông y chang nhau. Cho nên là em có thể làm như vậy ha. Rồi, ở đây mình có một cái chú ý nè. Mình thấy á, là cái mép vải biên này nè, thấy không? Nó hề hở lên là do cái hoa văn á. Mình có thể xử lý như thế này. Mình chọn cái tấm hoa văn ha. Nhấn số 3 nè. Đó, quét cái vòng ngoài nè. Xong rồi mình sẽ đi nhấn số 1 nè.
là chọn những cái điểm mà gần gần ngoài biên á. Sau đó rồi mình bật shop selection lên. Cái shop selection đây, bật nó lên nè, tăng khoảng cách vô cho nó nè, tăng ít thôi, tầm tầm này thôi ha. Đó, thì lúc này mình có thể là scale cái đường biên nó bên ngoài lên một chút. Đó, thấy không? Thì cái hoa văn của mình á, nó càng ra tới ngoài biên nó sẽ được dẹp lại. Thì cái kết quả của mình nó cho đẹp hơn. Nghĩa là ngay cái chỗ mà ngay cái đường biên của tấm vải á, nó không có bị hở lên một khúc như thế này. Thấy không? Cái hoa văn của mình à, nó đang bị hở lên một khúc ha. Tương tự bên đây mình cũng có thể xử lý y chang nó. Rồi để xử lý y chang nó nhanh nhất là xóa nó đi. Cái này xử lý rồi mà. Đây, chọn qua đây nè. Xong rồi vô align với lại cái này. Tiếp theo là skin wrap nè. Add nè, add cái này vào. Ok chưa? Rồi tương tự như là cái này. Cũng là skin wrap nè. Đương nhiên là nó đã có white on bone rồi nè, thấy không? Xong rồi add nè. Cái pick vô đây. Ok. Cầm cái tấm vải này, chả nó về không. Cầm cái tấm vải này, đưa nó về không. Đây. Rồi ha. Do là em có hồi nãy do là em có dịch chuyển rồi á, dịch chuyển á, em không nhớ ở giai đoạn nào em có dịch chuyển rồi, cho nên là nó bị như thế này, nó bị lệch ra tấm trên với tấm dưới á. Kệ nó, cứ convert nó sang editable poly. Cái miếng này cũng convert nó sang editable poly ha. Sau rồi em tìm cách em ráp nó lại thôi. Chọn cái miếng hoa văn à. Này, ráp nó lại vô đây. Thật ra là nó dễ thôi chứ nó không có gì khó đâu. Đây, cái miếng này không cần nữa, mình có thể xóa nó luôn ha. Đây, cái miếng này để mượt hơn, mình có thể là đi to bung mút cho nó nè. Thấy không? Thì nó ra cái hoa văn bông lúa này. Tương tự cái miếng đằng sau này cũng vậy nè. Convert nó sang editable poly nè. Em lộn cái tấm em đang lộn tấm vải. Đây nè, cái chọn cái miếng hoa văn ha, convert nó sang editable poly nè, to bung mút nè. Đấy. Rồi, ở dưới đây nè, có thấy là nó còn cái tấm vải không? Này nè ha, đừng có để tấm vải ở đây nha. Đó, cái tấm vải này nó làm cho cái hoa văn của mình nó sắc nét như thế này nè. Đấy. Nhưng mà cái tấm vải này á, có thể có công dụng gì? Mình có thể lấy cái tấm vải này nè ha, convert nó sang editable poly nè, chọn cái đường border nè, xong rồi cũng create shape from selection để mình tạo đường chỉ ha. Đường chỉ để ghép nè, thấy đây không? Hai cái miếng vải nè. Đó, nó thiếu cái đường chỉ mai á, mình có thể là tạo cho nó một cái đường chỉ bo tròn không ạ? Này, nhẹ như thế này. Ok chưa? Tương tự những cái điểm này, mình cũng nên đi fillet cho nó luôn, để cho nó có được cái độ cong. Fillet nè. Này, nó có được cái độ cong mềm ha. Đấy. Rồi, lúc này cái tấm vải này không cần nữa, mình có thể xóa luôn. Ok, vậy là mình được thêm một cái gói nữa rồi. Đây. Từ đầu mà mình làm, mà mình có ý định làm cho nó nằm đè chồng lên nhau á, thì nó sẽ ok hơn ha. Còn cái này là do là em làm đi làm lại, em cố tình làm hai lần để mọi người thấy được cái bước làm của em á. Cho nên là nãy giờ em mu nó tùm lum á. Đây. Cho nên chịu khó kéo tay lại thì nó sẽ khớp ha. Chứ còn từ đầu mình xác định làm á, xuất một lượt hai cái gói này luôn và một lượt bốn tấm vải này luôn, là một lần thôi thì nó sẽ nhanh hơn. Những cái bài này lần đầu tiên làm sẽ cực kỳ tốn thời gian luôn, rất là lâu. Đấy. Rồi, nội dung của cái bài này nó chỉ có vậy thôi. Bây giờ cái thời gian ha, cái thời gian này em thấy là cái em nhắm là cái nào em có thể hướng dẫn được thì em hướng dẫn ha. Những cái hoa văn này. Đây, thí dụ như những cái hoa văn khó nè, đây là một trong những cái hoa văn mà em cho rằng là nó khó nè. Nó kiểu hoa văn phi tiêu như thế này. Kiểu hoa văn này. Đây, cái hoa văn này là của hãng Victoria Virio. Quên mất cái tên của nó luôn rồi. Đấy. Đây, cái này cũng chung hãng với nó nè. Đây, cái kiểu hoa văn này. Gán to bung mút lên mới thấy ha. Tuy nhiên là trước khi mà đi polyen thì đừng có đi tăng lưới nó lên. Để cứ để nó edit poly thôi.
Đấy. Thì những cái này em sẽ làm clip hướng dẫn sau. Còn những cái dễ dễ như thế này nè, những cái này mình làm rất là nhanh. Thí dụ như cái hoa văn này nè, không biết còn nhớ cách làm không đây. Thử nha. Bây giờ em sẽ đi thử dựng cái hoa văn này. Em nghĩ nghĩ nó lại cái em cũng chả nhớ đâu. Ok. Nó hơi cong cong. Đây nó cắt lát ở đây nó hơi cong cong. Rồi. Ở đây ha. Đầu tiên nè, mình sẽ đi dựng từng cái cọng này. Cái cọng này nhìn nhìn ra được thấy đáng là cái gì không mà? Nó chính là cái dạng mà auto smooth á. Nó ở đây nè. Mình có thể là đi vẽ một cái template như thế này ha. Convert nó sang edit table poly nè. Bên trong đây nè, mình chọn vô connect. Đấy, connect cho nó thêm ba đường segment chẳng hạn. Đấy, lúc này nè, nó có cái độ cong của nó. Thấy không? Nó có cái độ phồng, độ cong của nó. Sao to thế? À. Rồi. Cho nên là em chọn ba điểm này nè ha, cho nó cong lên. Đó cái đường này nè, cho nó cong nhẹ nhẹ lên. Ok chưa? Rồi. Xong rồi ở đây nè, chọn hết tất cả các mặt của nó nè. Thì insert vào nè ha. Insert vào một chút. Cho nó cong lên đây. Ok chưa? Em chọn đường số 3 nè, giữ shift kéo xuống nè. Đấy, dạng như thế này. Đấy, vậy là em có được một cái cọng chỉ như thế này rồi. Sau đó rồi, em sẽ đi xoay nó 45 độ. Đấy, copy nó ra nè. Xoay nó 45 độ. Xoay nó 90 độ. Thấy không? Xong rồi cầm cái đường này nè, kéo nó vô đây. Đặt nó vô á. Đây, cái này vô đây. Có thể copy ra thành 15, 20 cái gì đó. Này, là em được cái dạng như thế này. Rồi ha. Copy ngang qua nè. Đặt nó vô đây. Dạng như thế này. Rồi, ở đây mình có 1 hàng, 2 hàng, 3 hàng, 4 hàng. Tổng cộng là 5. Sao nó nhiều thế? Đó. Rồi ha, xếp theo cái mẫu module của nó thôi. Đây, dạng như thế này. Rồi, ở đây nè, thấy là khi mà nãy em xoay 45 độ á, đem ghép khớp được cái phần giữa này nè. Thế thì cái này nó chảy dài ra quá, còn cái mẫu của mình á, nó ốm lại. Thật ra là cái gì? Scale thôi, chứ không có vấn đề gì hết. Thấy không? Scale ra là nó gần giống rồi nè. Copy thêm cái hàng ở dưới này nữa. Đây. Lúc đầu mình cũng sẽ phải chịu khó là xoay nó 45 độ nha. Đó, xong rồi xong xuôi rồi mình scale nó lại thì nó ra được cái hiệu ứng này. Rồi ha. Bây giờ nè, một cái miếng hình vuông, cứ một cái miếng vuông thì mình sẽ xếp thành cái miếng ngang. Kế bên cái miếng miếng dọc thì nó là cái miếng ngang. Vậy thôi là nó ra rồi. Nhưng mà cái vấn đề là làm sao để mà mình cắt được cho cái này nó vuông nè. Nó làm sao để cắt được cho nó ra cái hình vuông ha. Thì nói gì thì nói, trước tiên là cái này đi add tag lại hết toàn bộ. Convert nó sang edit table poly nè, chuột phải nè, vô cái bảng này nè. Ctrl A nè. Đấy, add tag lại nó hết toàn bộ ha. Đây, được rồi nè. Rồi, xong rồi sao nữa? Hai cái gói đâu rồi? Đây, hai cái gói đây. Rồi, quay lại tiếp cái module này. Đó, cái này thì ở đây ha, mình có thể là đi sử dụng gì nhỉ? Mình có thể đi sử dụng cái lệnh slide. Đó, rồi, cái trục của nó, cái mặt cắt của nó xéo xéo như thế này nè. Xóa lệnh slide đi, vô cái búa nè, vô reset iframe nè, reset select nè. Xong rồi convert nó sang edit table poly nè. Lúc này mình gán cho nó cái lệnh slide nè. Chắc chắn là cái trục của nó bình thường chứ lời. Thấy không? Cái trục của nó nằm đây nè. Này, nhấn số 1 để di chuyển trục nè ha. Rồi ở đây mình có thể remove cái top đi. Đấy.
Rồi tiếp tục gắn cho nó thêm cái lệnh slide nữa. Đây cái trục nó đang nằm đây nè, di chuyển lên chút xíu. Remove bottom. Đây là mình cắt nó được phẳng như thế này. Rồi convert nó sang edit body luôn ha. Để chắc cho nó hình vuông thì mình có thể so với lại một cái tấm plan hình vuông nè. Thấy không? Đó, align vô nè. Rồi, ở đây nè, thấy là nó thiếu một chút nè. Thì chọn cái button đó ha. Mình đi gắn cho nó cái lệnh FFD 2x2. So ra cái này cho nó. Rồi mình so ra cái này cho nó. Cái này thì nó là nằm bên cái biên bên này. Còn cái này thì nó nằm bên cái biên bên này. Đây, xong xuôi rồi convert nó sang editable body luôn. Đây, cái tấm này. Bây giờ mình đi copy nó qua đây nè. Chuyển trục nó vô giữa ha. Đây. Xoay nó nè. 90. Đặt nó ở đây. Đây, ok chưa? Nó cái miếng này thì nó sẽ qua đây. Cái miếng này thì nó sẽ qua đây. Mình cứ xếp sang kẽ. Cái miếng dọc nó sẽ là miếng ngang. Cái miếng ngang là cái miếng dọc. Đây là nó sẽ ra được cái pattern này thôi. Rồi, nhưng mà cái này nè, nó không có được mềm mượt như cái này. Tại vì sao? Tại vì mình chưa có đi auto smooth. Lưu ý là cái này bắt buộc auto smooth nha, không được phép turbo mode nha. Turbo mode ở đây nó có tới hai vấn đề. Một là nó sẽ bị băng lưới. Và hai là ở đây có cái segment kéo, nó sẽ gây ra cái hiện tượng là làm bị co lại. Thí dụ như turbo mode này, thấy nó co lại không? Đấy, ở đây tuyệt đối không được phép sử dụng turbo mode nha. Mà mình sẽ phải nhấn số 4 này, chọn hết tất cả các mặt nè. Đây, xong rồi cái mình đi clear on nó đi, xác định cho nó về cùng một group thôi. Đấy, là lúc này nó cái cộng này nó sẽ mượt. Đó, là nó ra được cái dạng pattern này nè. Ok chưa? Đấy, cái dạng pattern này khá là đơn giản ha. Thì tương tự với lại cái dạng pattern này, mình có cái cục này. Thôi cái cục này em sẽ nói sau đi. Cái cục này lần đầu tiên chỉnh nó hơi cập rập ấy. Ok, thôi em nói sau. Còn cái này. Cái này thì nó là cái dạng nếp gấp vải ha. Nè, turbo mode lên nè. Nó thì nó sẽ ra được cái miếng như thế này. Ok chưa? Ây da, em tê chân quá. Rồi, cái nếp gấp vải này, thế thì cái dễ nhất là mình có thể đi vẽ nó bằng đường line nè. Đó, tưởng tượng ha. Đó, bây giờ em sẽ đi vẽ cái mặt này nè. Là cái miếng vải này nó phồng lên tới đây, xong rồi nó đi tới đây, nó gấp một cái nó đi xuống ha. Dạng vậy. Em vẽ mặt cắt cho nó nè. Đó, thí dụ như tắt khối của nó đi. Nó hơi phình phình lên nè. Này, ở đây em cho nó đi xuống chút xíu nè. Nó đi ra đây. Đi ra đây. Xong rồi cho nó gấp một cái. Ok ha. À, ở đây nè. Em sẽ so cái điểm này. Đây cái điểm này nè nha. Đó, bắt cái điểm này nè, so cho nó trùng xuống đây. Này, bắt điểm 3D Max rất là ngu, cho nên là khi nào bắt điểm thì mới bật nó lên nha, còn không đừng tự ý bật nó lên. Nó rất là tệ á. Bắt điểm 3D Max nó không hay bằng tất cả các phần mềm khác, hầu như là vậy luôn. Đấy, chọn cái này nè, bắt nó xuống đây nè. Ok chưa? Đây, mình có thể thậm chí là mình có thể là làm xong cái đi. Vẽ xong đường line nè. Chút nè. Đấy, dạng như thế này. Mình để chút nó qua đây ha. Nhớ là mình cần thêm cái segment giữa cho nó nè. Đó, thì mình có thể tăng ở trong cái lệnh này luôn. Đây. Ok chưa? Convert nó sang editable poly nè. Nhấn số 5 nè, nó đang bị đảo mặt á. Flip normal nó lại nè. Ok. Rồi, cũng sẵn trong số 5 luôn. Em đang bắt điểm cái này nè. Sao nó không dính gì? Giữ shift nè, kéo nó theo chụp y nè ha. Copy xuống.
Em định làm vậy để cho đừng 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 có chút hồi khỏi đi attack, nhưng mà nó không có hỏi số lượng. Đây, cái bị element nó không có hỏi số lượng đâu nha. Nó dạng như thế này. Đấy. Rồi, em để attack tile luôn. Rồi, attack xong làm gì nữa biết không? Chọn đường số 3 nè, chọn hết tới Ctrl A nè, Ctrl chọn điểm nè. Quẹo nó lại. Quẹo điểm lại ha. Đó. Này, về sau mình được như thế này. Này, nhẹ nhẹ như thế này. Ok chưa? Nó thuộc dạng vô cái gói, vô cái gói mà nó xếp ly á. Rồi ha, ổn chưa? Rồi, bây giờ em sẽ thử đi lấy cái này mà em đi làm cái gói xếp ly nè ha. Em sử dụng là cái model cũ, là cái gói 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 nào đây, gói 1 đi. Gói OBJ này thấy không? Quăng ở vô đây. Rename nè. Ok. Đó. Rồi cái gói bung ra. OBJ. Tuy nhiên là phải coi từ đầu clip mới 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 mới, mới biết là tại sao nãy giờ em làm mấy cái này nha. Rồi. Cái này gắn cho nó lịnh buffer. Chuột phải. Pick cái này, đẩy nó lên 100%. Tương tự ở cái mặt phía sau. Buffer, chuột phải, pick from scene, pick vô cái này, đẩy nó lên 100%. Đấy, hai cái miếng vải này không cần nữa, loại bỏ nó đi, delete nó đi á. Rồi, cái đây, đây là cái nếp gấp em mới vừa model xong. Đó, scale cho nó lên tương đối xíu nha. Xong rồi em sẽ đi sử dụng FFD 2x2. Mục đích của FFD 2x2, tạm thời bỏ bỏ cái này đi, bỏ cái smooth đi. Đó, mục đích của FFD 2x2 là đưa về cho nó cùng với lại cái miếng vải hình vuông của mình. Hình vật nó sang editable poly nè. Rồi ha. Cái này làm sao nhớ không? Đây. Cái này thí dụ mà ít lưới quá nè, thì mình có thể là chọn cái đường này nè. Xong rồi cái mình chọn vô insert. Load nè. Insert nè. Đây, là nó sẽ ra được thêm cái đường giữa này ha. Tương tự bên đây cũng vậy. Insert nè. Đấy. Rồi, tương tự như là cái hoa văn hồi nãy thì cái này nè, mình thấy là cái mép của nó hở lên nè ha. Thì mình có thể là chọn đường số 3 nè, Ctrl A nè, chọn điểm nè, bật shape selection lên nè, tăng cái khoảng cách này vô cho nó. À. Đó. Thật ra là cái đầu trên đầu dưới nó dẹp rồi. Cái vấn đề của mình chỉ là hai cái đường biên này thôi. Đấy, mình có thể chỉnh như thế này. Scale dẹp nó lại một chút. Đấy, để chút hồi cái mép này nè, nó gấp vô cái gói. Đó, hình dung ra không? Khi mà nó gấp vô cái mép gối rồi đó, cái mép vải ngoài rồi đó, nó sẽ tự động dẹp lại chứ nó không có bị hở lên ha. Ok. Delete cái này đi, chỉnh cái thôi. Nó align nè, align với cái tấm này nè. Ok ha. Xong rồi copy ra nè. Align với lại cái tấm này. Ok, xong rồi gán cho nó lệnh skin wrap nè. Add nè. Cứ biết đại đi nó sẽ vô. Nhớ nha, chọn tấm vải nha. Chọn cái pattern mà mình dựng á. Cái nếp gấp á. Skin wrap nè, add nè. Add pick vô đây là nó sẽ tự động nhảy vô cái tấm vải thôi. Nhớ skin wrap lúc. Nhớ là skin wrap lúc nào mình cũng sẽ kiểm vô qua unbound nha. Rồi, xong rồi cái miếng vải này chả nó về không. Nó được mặt dưới. Cái miếng vải này chả nó về không. Nó được mặt trên. Đấy. Rồi, chọn hai cái miếng gấp của mình, hình vệt nó sang editable poly. Đấy. Thí dụ như em kéo ra đây nè ha. Đó, thì do là có nó bị chập liền chút. Rồi, em kéo nó lên rồi. Ok. Đấy, mình có thể add tag với nó nè. Xong rồi thử nâng nó lên nè. Thấy không? Thì mình ra cái kiểu cái gói mà nó xếp ly cái mảnh vải như thế này. Đấy.
Rồi, ở đây cũng cần cái cộng chỉ cho nó ha. Bằng cách nào? Mình có thể là convert cái này sang Editable Bully nè, chọn cái đường border nè, y chang như hồi nãy thôi. Xong rồi cái mình sẽ đi Create Shape from Selection nè. Đấy, rendering nó lên nè ha. Xong rồi chọn một số điểm, chọn những cái điểm ngay góc á, chứ phải một số điểm, 4 điểm. Fillet. Mày, mục đích fillet là cho nó cong lại. Đây, cái này em sẽ để nó vô đây. Đang chọn điểm, chọn cái đường chỉ nè. Có thể align nó vô đây. Này. Tuy nhiên là chỉnh nó lại theo cái trục set một chút xíu. Cùng lắm thì cái này để che giấu đi khuyết điểm, mình có thể là để nó to lên. Tùy cái gói ha. Đấy, là mình được một cái gói như thế này. Cái này không cần nữa, delete nó đi. Rồi, ok ha. Vậy là cái bài hôm nay em hướng dẫn về cái chuyện là đưa một cái hoa văn lên một cái bề mặt phức tạp. Đấy. Rồi, ok nhé. Xin cảm ơn đã lắng nghe và hẹn gặp lại anh chị ở trên lớp. Ok. Bye 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 mọi người. Cứ test giùm em thử những cái hoa văn dạng này ha. Nó, thí dụ mà nó đồng đều ra cái hình vuông như thế này thì mình chỉ việc FSD 2x2. Còn thí dụ như nó so le như thế này. Đó, thì hồi nãy là em đi em làm gì đó nhỉ? À đúng rồi, em đi Ropolean nó, chọn cái InScreen á, xong rồi slip cái đường mà cái segment nó lấy được nó ra ha. Đó, thì nó sẽ ra được như thế này. Rồi, ok. Bye bye mọi người.